Xin mời các bạn đến với kèo hạng nặng nhất trong ngày, kèo kỳ với các bạn. Đứng trước màn hình ống kính của Đại Lâm là Minh Di và Vũ Nhỏ đến từ Nha Trạch. Sẽ đụng độ với cặp bài chồng của Bô Rác, Tam Bình, Thủ Đức, Trung Tay Trái Bình Định và Hùng Gia Thủ Đức, cặp ngày xưa với quân Sida, và hạ nhiều cặp nha các bạn. Chỉ có Long Kỳ mới hạ được Hùng Gia và quân Sida tại Thủ Đức. Đây là đánh có 4 điểm thôi nha các bạn. Kèo kỳ 2-2 nha. Hai ba gói được không? Hôm nay là ngày thứ tư 8 tháng 7 2020. Chúc các bạn xem bóng vui khỏe, ăn lành, may mắn trong cuộc sống nha. Các bạn bè nào có lấy clip của Đại Lâm đăng lên fanpage Facebook gì đó thì các bạn hãy alo và nhắn tin cho Đại Lâm một tiếng nha. Anh em với nhau sẵn sàng giúp đỡ nhau, không có điều gì phải đáng ngại các bạn, nhưng hãy gắn lên cho Đại Lâm nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok man, vô hàng. Hiện tại bây giờ là 15 giờ các bạn. Thời tiết bữa nay rất mát mẻ cho trận chiến của sân Hoàng Mai, xã Tân Hiệp, Long Thành đồng này nha. Không không. Hiện tại bây giờ hàng 6 đang lưu Sabu vô hạn các bạn. Xếp ban này đánh có 4 điểm thôi các bạn ơi. Đứng trước màn hình ống kính của Đại Lâm là Minh Di đến từ Long Phước, Long Thành đồng Nai. Hợp tác của Minh Di là Vũ Nhỏ đến từ Nhân Trạch, gần nhà ông chắc sầu riêng. Còn bên kia là áo thun ba lỗ xanh, quần xanh lá cây là Trung Tay Trái đến từ Bình Định. Hiện tại bây giờ kết hợp với Hùng Gia, Bô Rác, Tam Bình, Thủ Đức. Theo như Đại Lâm nhận định thì set này 4 điểm, có thể là nửa tiếng đồng hồ mới xong các bạn ơi. Hiện tại bây giờ bên cây cột lô tô phía phải màn ảnh của Đại Lâm là chắc sầu riêng, áo xanh đọt chuối, đội nón trắng và Thanh Nhỏ, Trầm Dên, Vũ Đồng Tháp, Thọ Đồng Tháp và 4-5 cái tên anh em An Giang và Đồng Tháp. Bóng ngoài, Vũ Nhỏ vừa tự sát tại Nam Lạc. 1-0 nghiêng về cho Bô Rác Thủ Đức. Một không. Đâu gì?
Tỷ số tạo ra là một đều. Hùng Gia vừa có một quả cứu bóng không qua lưới. Nè, để anh nói cho em nghe, ngày xưa Hùng đối với Quân Sĩ Đa là một cặp. Tài nhỏ, Thanh nhỏ, anh từng đưa vô Thủ Đức, có giết Tài nhỏ, Thanh nhỏ, ba xích không nương tay. Cuối cùng chỉ có Long Kỳ vô mới giết được một xích banh đó. Hồi đó là hạng kèo lần đầu tiên. Đừng có đùa với lão già Hùng đó. Bền khủng khiếp bền. Và cái gì bây giờ cũng như ngày nào. Thì số hiện tại bây giờ là một điều nha các bạn. Xích banh này 4 điểm thôi các bạn, nhưng mà rất chắc rất lâu mới có kết quả các bạn ơi. Quá hay cho Minh Di. Vừa có một quả bóng nhỏ. Quá tuyệt vời. 2-1 cho Minh Di đến từ Long Phước và hợp tác cùng với Vũ Nhỏ Nhân Trạch. Còn cặp bên kia là đến từ Bô Rác Tam Bình Thủ Đức. 2-1 Quýnh mới đó, Quýnh 5 điểm mà công gác Đại Lâm 4-2, 2 set luôn kìa. Bị Đại Lâm ăn ngược lại 2 set công la làng không dầm kìa. Tại Hiền Hòa kìa. Công tốc dài ghê gớm. Bốn điểm. Vũ Nhỏ vừa tự sát tại đám lạc. Tỷ số hiện tại bây giờ là 2-2. 4 điểm tới nha các bạn. Hiện tại bây giờ bên cặp già bên kia đá bên trẻ ăn 8 không nha các bạn. 2-2 cũng có 4 điểm mà. Thật sự không biết điều gì đang xảy ra với Minh Di và Vũ Nhỏ. Hùng Già vừa có một cú quả bóng nhỏ quá tuyệt vời. 3-2 Minh Di vừa tự sát tại Nam Lạc. Ủa đến mấy điểm rồi dậu? Xin lỗi các bạn, tôi tào lao chậm đi đâu quá. Đánh 5 điểm tới các bạn. Thì tại bây giờ tỷ số là 4-2 nghiêng về cho Trung Bình Định. Hùng Già đến từ Bô Rác Tam Bình Thủ Đức. Yo.
Ồ, nó cũng không biết ai chừng á, nó dậy ra ngoài đó nản thua. Kỳ ai hai mà nản thua. Mà cái độ lầy bên kia lầy không bên này á. Lại là Minh Duy. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Minh Duy đưa vũ nhỏ xa bờ. Trường Sa ơi, Trường Sa ơi. Các bạn có yêu thích môn thể thao bóng chuyền, đam mê, hãy nhớ đến với kênh Đại Lâm Bua Đồ Dò. Sẽ có những điều thú vị nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng ủng hộ kênh Đại Lâm Bua Đồ Dò. Nhớ share và le và share. Ok men.